Dạ vâng, Hải Yến xin kính chào quý bà con, cô dì, chú bác và quý nhà đầu tư. Dạ có một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn. Dạ thì hôm nay thì em lại tiếp tục cái hành trình của mình để đi quay một cái mảnh đất xào để gửi đến cho quý bà con, cô dì, chú bác mình cùng tham khảo dễ hơn. Dạ thì cái mảnh đất này thì có cái tổng diện tích là 9 xào nhé bác, 9 xào. Thì cái mảnh đất này là bác chủ nhà đã trồng là được hơn 1.000 cây cà phê dây giống mới. Đó thì sang năm là cho vào thu hoạch nhé các bác. Năm nay thì năm thứ hai, sang năm là cho vào bói. Còn bác chủ nhà cũng trồng được 700 cây trụ tiêu. Thì cũng sang năm thì mới cho vào thu hoạch nha các bác. Thì cái mảnh đất này thì cách trung tâm thì rơi vào tầm 3 cây số. Còn cách đường bê tông là 1 cây số nha các bác. Đường này thì trời nắng là ô tô sẽ vào tận nơi nha các bác. Nhưng mà trời mà mưa nhiều thì nó hơi khó đi một xíu. Đó, thì cái mảnh đất này thì đất thì bằng phẳng đẹp gần suối. Thì bác nào mà quan tâm tới cái mảnh đất này thì alo cho em để em có thể gửi bìa và dẫn các bác vào tận nơi để các bác tham khảo. Thì bây giờ các bác xem video thì đừng quên cho Hải Yến một like và một đăng ký kênh nha các bác. Để có thể ủng hộ Hải Yến. Và đăng ký kênh của Hải Yến thì các bác có thể theo dõi được video này. Và có thể những người mà cô dì chú bác nào chưa biết đến cái muốn mua đất mà chưa biết đến video và kênh thì các bác có thể đăng ký ủng hộ Hải Yến thì có thể nhiều người sẽ biết đến hơn để tham khảo đất, để có thể mọi người có thể mua cho mình được những cái mảnh đất ưng ý hơn nhé. Dạ thì bây giờ em sẽ di chuyển để quay trực tiếp cái mảnh rẫy cho các bác cùng tham khảo dễ hơn nè. Đây nha các bác, con đường của mình đây. Nói chung là đường này mà trời nắng là ô tô vào tận nơi này các bác này. Đường khá là rộng. Ở đây là của mình là đất của mình là từ bên này nha các bác. Từ bên này hất qua này. Đó, từ ngay đây của mình. Cái con đường này là con đường đi chung vào trong kia. Còn biên của mình là từ đây kéo xuống dưới này. Cà này là cà giống mới đây các bác. Cực kỳ là đẹp, sang năm cho vào thu hoạch rồi. Ống thì bác chủ nhà đã chôn sẵn hết rồi nha các bác. Tưới theo suối lên. Đây là thuộc xã Đắc Gành, huyện Đắc Min, tỉnh Đắk Nông nha các bác. Trên đất thì bác chủ nhà là trồng là được hơn 1.000 cây cà phê dây. Cà phê dây thì mình trồng với cái diện tích thì nó sẽ thu gọn hơn, thì nó sẽ được nhiều hơn ạ. Bởi vì cái dàn cành của nó, tán của nó là nó không có phủ rộng như cái cà giống cà Thiện Trường nha các bác. Tiêu này thì nói chung cũng có trụ là mình cho thu rồi, còn có trụ thì đang hiện tại đang cho vào để cột dây. Sang năm nữa thì mình mới phủ trụ. Nhưng còn cái tiêu thu như thế này thì nó tầm được 400 trụ là được thu. Còn đâu là chưa có phủ trụ nha các bác. Đất ở đây thì đất đỏ ba gian, đất bằng, cực kỳ là đẹp. Quanh đây thì nói chung ở xích bên này của mình một xíu này các bác này cũng có dân người ta ở đó. Bên đấy là dân cư, nhà cửa người ta ở. Mảnh này thì nói chung là bác nào mua về trong thời điểm này thì mình chỉ chăm bón thôi nha các bác. Mình chỉ chăm bón là bỏ phân vào, mình đầu tư chăm bón thôi. Thế bây giờ Hải Yến sẽ quay cam để cho các bác cùng tìm hiểu dễ hơn. Đây là cái hình thửa đất của mình đây nha các bác. Đó, đường thì nhìn trên cam thì cái đường của mình cũng khá là rộng. Theo cái con đường của mình đó là mình đi ra dân cư nha các bác. Ra dân cư là 3 cây số, còn đường bê tông là 1 cây số các bác. Dân cư ở ngoài của mình ở đây thì khá là đông. Đường xá thì nói chung là cũng khá là thuận tiện nha các bác. Thì bác nào mà xem video thì Hải Yến rất chi là cảm ơn các bác rất nhiều ạ. Đã quan tâm đến kênh của Hải Yến nhé.